Xin kính chào các anh, các chị, các cô, các chú trên mọi miền đất nước nhé. Em bên Việt Nam Thường Thúy, địa chỉ đối diện số nhà 1010 đường Trần Nguyên Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại là 0981550768 và số 0817892229. Hôm nay em giới thiệu mặt hàng thì em có này, đai châu Thái cắn đá mít các màu như các bác nhé. Đấy, đai châu Thái đá mít các màu này, rất là nhiều màu ha, hàng rất là nhiều màu. Em bán lẻ là 200k một chậu, xỉ các bác lấy 3 chậu thì là 500k. Còn bác nào mua xỉ thì em hỏi điện thoại trực tiếp cho em sẽ nhắn báo giá xỉ của các bác nhé. Vườn lan nhà em đủ loại mặt hàng nhá. Hôm nay là em mới quay hàng Thái để cho các bác xem đây. Châu lá mít nhé, hàng đẹp long lanh bao lỗi cho các bác nhé, không có lỗi gì cả. Nhà vườn nhà em mà nhập hàng trực tiếp ở bên Thái về này, giá cả rất là phải chăng luôn. Đây, mầm nó đã ra trắng xóa này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, giá cả rất là phải chăng luôn, hàng đẹp. Hàng đẹp bao lỗi luôn cho các bác nhé, rất đẹp long lanh luôn. Các chú, anh, các chị trên mọi miền đất nước và ủng hộ và theo dõi, đăng ký theo dõi kênh YouTube nhà em nhé. Theo dõi nhà em rất có nhiều mặt hàng đẹp và liên tục cập nhật, ngày nào cũng có hàng mới nhé. Em trên đây em đã giới thiệu, cái đan đai châu màu này. Các bác thích các anh các chị này có nhu cầu mua thì alo điện thoại cho em, số điện thoại em nói ở đầu trang đấy, đầu bài viết, số điện thoại em nói ở đầu bài viết, lúc nào em cũng có người nghe điện nhé. Các nhu cầu mua cứ gọi điện thoại cho em này. Rồi, xin cảm ơn các cô bác, các anh các chị đã ủng hộ vườn lan nhà em nhé. Xin chào và tạm biệt các bác ạ.